khán giả đang theo dõi bản tin kinh tế và thị trường của VTV Cần Thơ. Như thường lệ, phần tin 30 giây sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Năm 2013, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt năng suất tôm sú bình quân 482 kg trên 1 hecta và sản lượng đạt 280.000 tấn. Vì thế, để đảm bảo thắng lợi, ngành thủy sản trong khu vực đã khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích nuôi, chỉ giữ diện tích nuôi tương đương năm 2012 là 580.000 hecta, chiếm 94,3% diện tích tôm sú cả nước. Vùng nuôi sẽ tập trung tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Long An. Trong đó, tỉnh Cà Mau có diện tích nuôi lớn nhất với 265.650 hecta. Để đảm bảo thắng lợi, các tỉnh quy hoạch phát triển các vùng nuôi phù hợp với môi trường, hoàn thiện thêm các bước hệ thống thủy lợi, phục vụ nuôi trồng thủy sản nói chung và tôm sú nói riêng, siết chặt việc quản lý, kiểm soát con giống, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đưa tôm giống kém chất lượng vào nuôi, phổ biến rộng hơn kỹ thuật nuôi quảng canh cải tiến, thăm canh đến tận cơ sở. Mới đây, Hà Nội và An Giang đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang với hệ thống phân phối của Hà Nội. Như vậy, sắp tới đây, đặc sản của tỉnh An Giang sẽ có mặt tại các siêu thị Hà Nội để phục vụ người dân thủ đô. Theo đó, các sản phẩm đặc trưng của An Giang như cá linh kho mía, cá linh sốt gà, mắm cá linh chưng, chôm chôm nhân khóm, thốt nốt đóng lon, đường thốt nốt sẽ có mặt tại Hà Nội trong một ngày không xa. An Giang là địa phương có nhiều sản phẩm đặc sản, đặc biệt là các sản phẩm làm từ cá và gạo. Tuy nhiên, các sản phẩm này mới chỉ phát triển mạnh ở thị trường phía Nam. Việc ký hợp đồng là cơ hội để An Giang đưa sản phẩm chủ lực của mình vươn xa hơn và mở rộng thị trường tiêu thụ. Hôm qua ngày 7 tháng 4 tại huyện Cờ Đỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành đã tổ chức chương trình giao lưu với bà con nông dân. Chương trình thu hút hơn 2.500 bà con nông dân trong khu vực thành phố Cần Thơ. Chương trình giao lưu với hai chuyên gia là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ và tiến sĩ Hồ Văn Chiến với chủ đề sức mạnh sinh học, tăng chồi hữu hiệu và to đồng. Đây là dịp giúp bà con nông dân giao lưu với nhà khoa học để hiểu rõ hơn về sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dạng sinh học và giúp bà con có giải pháp cho giai đoạn lúa đẻ nhánh, cách đối phó với dịch hại để có được một vụ mùa bội thu. Những hoạt động quảng cáo vui tươi như trò chơi sức mạnh sinh học, lúa đẹp như mơ, trò chơi thử tài đoán vật khiến không khí của chương trình càng thêm hào hứng sôi nổi. Ngoài những hoạt động giao lưu, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành còn tặng quà và chia sẻ với hoàn cảnh của 20 em học sinh nghèo hiếu học, mỗi phần quà là 20 cuốn tập và 500.000 đồng. Công ty cũng tặng quà cho 20 trẻ em bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là sự động viên hỗ trợ thiết thực đối với các em trong hoàn cảnh khó khăn và góp phần xoa dịu nỗi đau của các em bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Tiếp theo là thông tin thị trường 24 giờ, mời quý khán giả tham khảo thông tin về giá của một số mặt hàng sau đây. Hiện giá cá tra nguyên liệu tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng, dao động ở mức 21.500 đồng một ký, tăng khoảng 1.000 đồng so với vài tuần trước đó. Không chỉ cá tra có giá tăng mà các loại cá khác cũng đang ở mức khá cao, mặc dù nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trên thị trường vẫn ổn định. Đến thời điểm này, ngành mía đường vẫn chưa có nhiều khởi sắc nên cả doanh nghiệp và người trồng mía đều rơi vào tình trạng khó khăn. Lượng đường tồn kho vẫn ở mức khá cao, giá đường đang ở mức thấp. Sau đây, mời quý khán giả tham khảo thông tin về giá vàng. Tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý BNG Cần Thơ, vàng miếng 4 số 9 mua vào 4.310.000, bán ra 4.340.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang BNG 24 mua vào 4.120.000, bán ra 4.150.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang BNG 18 mua vào 2.928.000, bán ra 3.128.000 đồng một chỉ. Vàng nữ trang BNG 14 mua vào 2.243.000, bán ra 2.443.000 đồng một chỉ. Tỷ giá các loại ngoại tệ chính được niêm yết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ như sau: đô la Mỹ mua vào 20.900 đồng, bán ra 20.990 đồng một đô la; euro mua vào 26.926 đồng, bán ra 27.385 đồng một euro; bảng Anh mua vào 31.699 đồng, bán ra 32.305 đồng một bảng Anh; đô la Úc mua vào 21.443 đồng, bán ra 21.875 đồng một đô la Úc. Thông tin tham khảo về thị trường vàng và ngoại tệ cũng đã kết thúc thời gian dành cho bản tin kinh tế và thị trường hôm nay. Quý khán giả có thể theo dõi lại nội dung chương trình bằng cách truy cập vào trang web www.vtvcanthoi.vn.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn đang băn khoăn về ngôi nhà mơ ước cho gia đình của mình? Hãy đến với Sao Mai An Giang, nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và uy tín. Sao Mai An Giang cung cấp nhà ở cho mọi gia đình. Một căn hộ tiện nghi, sang trọng, hài hòa giữa thiên nhiên sẽ đưa cuộc sống của bạn và những người thân yêu lên đỉnh cao. Sao Mai cùng bạn xây dựng ngôi nhà mơ ước.